Memescoin, hay nói rộng hơn là Meme Culture, vốn là một phần quan trọng không thể thiếu trong thị trường crypto ở trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai nữa. Đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, khi mà phần lớn những cái nhà đầu tư trong thị trường đang ở trong một cái giai đoạn có thể nói là cảm thấy khá là thất vọng cũng như là chán nản đối với lại những cái đồng coin của các venture capital này, những cái infrastructure coin này, hoặc là những cái coin công nghệ vân vân, đang cho thấy một cái hiệu suất đầu tư có thể nói là đáng thất vọng sau nửa đầu năm 2024. Sự chú ý giờ đây đang đổ dồn sang những cái meme coin vốn từ trước đến nay luôn được biết đến như là những cái món đầu tư có thể gọi là số với mức độ rủi ro lớn, nhưng mà đi kèm với đó là sự kỳ vọng cao về lợi nhuận. Sự bùng nổ và thành công của Doge hoặc là Shiba trong chu kỳ trước, hay là Whip và PP trong chu kỳ này là một trong những cái minh chứng rõ ràng nhất cho những gì mà mình vừa mới nói. Tuy nhiên thì phần lớn những cái nhà đầu tư khi mà mua Memescoin ở thời điểm hiện tại đều chỉ đang ở dừng lại ở cái mục đích gọi là đầu cơ, hay nói một cách khác thì chính là mua thấp bán cao là chủ yếu. Thì điều này có lẽ là đang hạn chế đi phần nào cái tiềm năng phát triển của mạng Memecoin, bởi vì cái dòng tiền trong tương lai đi vào trong mạng này có thể nói là có thể lớn hơn rất nhiều so với thời điểm hiện tại. Và ZK Candy là một layer 2 của Ethereum được xây dựng dựa trên công nghệ Zero Knowledge Roadmap, tập trung vào việc phát triển lĩnh vực MemeFi. Vậy thì điểm đặc biệt của ZK Candy là gì, cũng như là tiềm năng phát triển của dự án này trong tương lai như thế nào? Hãy cùng mình xem video ngày hôm nay nhé. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. Đầu tiên thì ZK Candy là một blockchain layer 2 của Ethereum được xây dựng dựa trên công nghệ Zero Knowledge Roadmap, tập trung vào việc phát triển lĩnh vực GameFi và MemeFi. Đây cũng là một cái dự án được xây dựng dựa trên sự hợp tác giữa iCandy Interactive, là một nhà phát triển game có thể nói là lớn nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại, và ZK Sync, một giải pháp layer 2 ZK Roadmap rất là nổi tiếng của Ethereum được phát triển bởi đội ngũ của MetaLab. Ở đây thì có lẽ là chúng ta đã quá quen thuộc đối với hệ sinh thái của ZK Sync rồi. Vậy thì mình sẽ nói sơ qua một xíu về công ty iCandy Interactive. Thì đây là một trong những nhà phát triển game lớn nhất tại Đông Nam Á thời điểm hiện tại, với hệ sinh thái gồm hơn 500 tựa game khác nhau thuộc nhiều những cái thể loại đa dạng. Ngoài ra thì đội ngũ nhân sự của công ty còn có hơn 750 nhân viên, và cổ phiếu của iCandy Interactive cũng được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Úc, tức là Australian Securities Exchange. Bên cạnh đó thì trong lĩnh vực Web3 Gaming thì iCandy Interactive cũng đã hợp tác với nhiều những cái tên tuổi lớn trong thị trường crypto, ví dụ như là Yuga Labs với lại tựa game Legend of Mara, Sandbox, Akines, hoặc là CoolCat, vân vân. Thì công ty iCandy Interactive sẽ đảm nhiệm những cái vai trò ví dụ như là đảm bảo về mặt công nghệ này, cơ sở hạ tầng này, thiết kế UI UX cho game này, vân vân. Sự hợp tác giữa MetaLab và iCandy Interactive sẽ là điểm giao thoa đặc biệt giữa việc ứng dụng công nghệ Zero Knowledge của ZK Sync cùng với hệ sinh thái gaming đa dạng và sôi động của iCandy, nhằm xây dựng một cái hyperchain đầu tiên được thiết kế dành riêng cho lĩnh vực gaming và meme coins. Thì ở thời điểm hiện tại thì đã có khá nhiều những cái hệ sinh thái layer 2 của Ethereum cũng như là những cái blockchain EVM khác trong thị trường crypto. Tất nhiên, trong số đó sẽ có một vài dự án có thể sẽ có tầm nhìn và định hướng giống như là ZK Candy đang đề ra. Vậy thì đâu sẽ là điểm đặc biệt của dự án này để có thể tạo nên một điểm nhấn đến với người dùng cũng như là các nhà đầu tư? Đầu tiên sẽ là công nghệ Zero Knowledge Roadmap. Thì blockchain ZK Candy sử dụng công nghệ Zero Knowledge Roadmap để tăng cường cái thông lượng cho mạng lưới của mình, cho phép người dùng có thể có những cơ hội mà trải nghiệm chơi game liền mạch cùng với lại độ trễ thấp ngay cả trong những cái khung thời gian cao điểm. Ngoài ra thì ZK Candy còn sử dụng ZK Snark Proof để nhằm tăng cường cái yếu tố bảo mật tài sản trong game, đảm bảo quyền sở hữu tài sản cho người dùng, đồng thời ngăn chặn những cái giao dịch cũng như là những cái hành vi gian lận xuất hiện. Bên cạnh đó, bản chất của cái việc sử dụng ZK Snark cũng cho phép người dùng là đảm bảo cái quyền riêng tư và bảo mật của mình khi mà trải nghiệm game bằng cách xác thực những cái giao dịch mà không cần tiết lộ thông tin chi tiết. Đó là điểm đặc biệt ở ZK Candy. Thứ hai là việc tích hợp bộ công cụ ZK Stack. ZK Candy sử dụng NFT để đại diện cho những cái loại tài sản trong game cho người chơi, đồng thời
họ cũng kết hợp cùng với lại bộ công cụ ZK Stack để đảm bảo rằng là những cái NFT này á, sẽ có thể an toàn và có thể xác thực một cách minh bạch, mang lại cho người chơi cái quyền sở hữu thực sự đối với lại những cái tài sản của họ ở trong những cái tựa game. Thì từ đó người chơi sẽ hoàn toàn có quyền sở hữu và kiểm soát đối với những cái thông tin nhân vật này hoặc là những cái dữ liệu cá nhân trong game mà không cần phải phụ thuộc vào một bên trung gian thứ ba như là những cái tựa game truyền thống bình thường khác. Thứ ba là hệ sinh thái đa dạng. Với việc tích hợp bộ công cụ ZK Stack và được phát triển bởi MasterLab, một công ty mẹ của Layer 2 ZK Sync, một blockchain mà chúng ta rất là quen thuộc ở thời điểm hiện tại, điều này đã tạo một cái điều kiện cực kỳ thuận lợi cho ZK Candy đi đầu trong cái việc gọi là tạo ra một cái trải nghiệm chơi game đa nền tảng, nơi người chơi có thể chuyển giao những cái tài sản hoặc là thậm chí là cả nhân vật của mình giữa những cái nền tảng game khác nhau, hoặc thậm chí là giữa những cái blockchain support cái bộ công cụ ZK Stack này khác nhau. Và cuối cùng là việc hợp tác với lại Zero Name Service. Thì ZK Candy còn công bố hợp tác với lại dịch vụ tên miền Zero Name Service nhằm mục đích là kết hợp giữa cái trải nghiệm gaming cùng với lại cái tính phi tập trung của không gian blockchain, nhằm tạo ra một cái hệ sinh thái Web3 phong phú và thống nhất. Thì nói sâu qua một xíu thì Zero Name Service là một dự án tiên phong trong lĩnh vực xây dựng tên miền phi tập trung, cung cấp một cái tên miền an toàn và bảo mật trên những cái blockchain sử dụng công nghệ Zero Knowledge Rollup. Thì Zero Name Service này sẽ trao toàn quyền cho người dùng quyền kiểm soát cả danh tính kỹ thuật số của họ, mở đường cho một cái trang web phi tập trung thực sự. Thì sự hợp tác giữa ZK Candy và Zero Name Service sẽ thu hẹp khoảng cách giữa các tựa game Web3 và cái dịch vụ tên miền phi tập trung, mang đến cho những cái tựa game này cũng như là những cái game thủ không chỉ là những cái trải nghiệm chơi game tuyệt vời mà còn có khả năng sở hữu và quản lý những cái danh tính kỹ thuật số của mình một cách an toàn và bảo mật. Cái sự hợp tác này sẽ nhằm mục đích là hợp lý hóa cái trải nghiệm của người dùng bằng cách là cho phép họ truy cập liền mạch vào những cái trò chơi và những cái dịch vụ thông qua việc sử dụng một cái tên miền phi tập trung của Zero Name Service. Từ đó là cái mục đích được đặt ra đó chính là nâng cao được cái trải nghiệm của game thủ trên những cái blockchain. Tiếp theo là bằng cách tận dụng cái dịch vụ tên miền phi tập trung của Zero Name Service thì người chơi sẽ hoàn toàn có quyền gọi là kiểm soát và sở hữu danh tính kỹ thuật số của mình, từ đó có thể tăng cường cái tính bảo mật và quyền riêng tư của người chơi. ZK Candy vừa ra mắt bản testnet Sepolia vào cuối tháng 6 vừa qua, và sắp tới thì họ sẽ ra mắt chương trình Point Farming trong tháng 7 và tháng 8 sắp tới, với 30% tổng cung của token Candy sẽ được phân bổ cho cộng đồng. Ngoài ra thì cái bản mainnet của dự án cũng sẽ được dự kiến ra mắt vào quý 3/2024 sắp tới. Bên cạnh đó thì ZK Candy cũng là một dự án nhận được tới hơn 2,4 triệu token ZK trong đợt phân bổ airdrop dành cho những cái dự án trong hệ sinh thái của ZK Sync vừa qua. Đến từ chia sẻ của dự án thì họ sẽ dành khoảng 50% cho cái việc là phát triển cộng đồng, tức là bao gồm cái việc gọi là incentive dành cho những cái bản testnet và mainnet, incentive dành cho cái việc phát triển những cái trang social cũng như là marketing và những cái campaign trên SocialFi. Tiếp theo thì họ sẽ dành khoảng 30% cho cái việc gọi là đội ngũ phát triển cũng như là phát triển hệ sinh thái của họ. Điều này sẽ bao gồm cái việc giống như là tổ chức những cái hackathon hoặc là những cái ideathon này, tổ chức những cái bug bounty program này, hoặc là dành cho những cái dự án, những cái tựa game xây dựng trên blockchain ZK Candy đó, vân vân, những cái thứ như vậy. Và cuối cùng 20% còn lại sẽ dành cho cái việc gọi là phát triển mạng lưới, tức là sẽ bao gồm incentive dành cho cái việc staking này, dành cho những cái repoint campaign này, vân vân, được diễn ra trong khoảng thời gian sắp tới. Ok, thì trên đây là những giới thiệu về ZK Candy, một blockchain layer 2 của Ethereum được xây dựng và phát triển dựa trên công nghệ Zero Knowledge Rollup, tập trung vào việc phát triển lĩnh vực gaming và MemeFi. Ok, thì video lần này đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Nếu anh em cảm thấy video lần này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những thông tin mới nhất đến từ đội ngũ Coin68TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.